Thầy xin chào các em. Thì buổi học hôm nay thì mình sẽ học về cái phần toán ha. Thì cái lịch học ngày hôm đó có thay đổi là 9 giờ, tuần này mình học toán thì lúc 9 giờ. Rồi, bắt đầu học thôi hết em. Thì hồi sáng thầy có gỡ lên nhóm Facebook hai cái đề đó. Có một bạn mới vô rồi. Thì cho chế độ đăng nhập tự động rồi. Thì trước tiên nói về cái đề số 1, cái câu đầu tiên của cái đề số 1 thì nó cũng chính là cái câu số 41 trong một cái đề đánh giá năng lực ha. Thì cái câu này cho cái đề như sau. Cho cái phương trình này có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi m thuộc cái khoảng nào. Thì mình có thể giải cái câu này bằng cái phương pháp đồ thị ấy. Thì cái phương trình nó đã cho nó sẽ tương đương như thế này, cái phương ba mình chuyển m qua bên kia bằng trừ m đúng không, rồi sau đó mình sẽ đặt fx nó bằng cái vế trái, tức là bằng x mũ 3 trừ 3x bình. Thì tới đây đó là mình sẽ tính đạo hàm, là bảng biến thiên rồi tính đạo hàm phải không? F phải x thì nó bằng 3 3x bình trừ 6x. Đúng chưa? Sau đó mình sẽ cho cái F phải x bằng 0. F phải x bằng 0 mình tìm nghiệm nó ra. Thì F phải x bằng 0 nó sẽ tương đương là 3x bình trừ 6x bằng 0. Thì cái phương trình này mình bấm máy cũng được em, bấm máy hoặc là mình nhẩm nghiệm cũng được ha. Ở đây thầy nhẩm nghiệm đó x bằng 0 với x bằng 2 ha, có hai nghiệm. Thế rồi sau đó mình sẽ lập cái bảng biến thiên, ở đây x nè, f phải x, thì cái x nó nhận giá trị từ trừ vô cùng đến cộng vô cùng, tại vì cái hàm này tập xác định nó là r. Chỗ này đạo hàm nó không à. Thì xét dấu đạo hàm thì mình thấy cái đạo hàm là một cái hàm bậc hai mà hệ số a, nó hệ số a ở đây là nó dương đúng không? Vậy thì giữa khoảng hai nghiệm là nó trái dấu ra, ngoài khoảng hai nghiệm là nó cùng dấu ra, trong trái ngoài cùng nữa. Vậy thì cái hàm đồng biến trên cái khoảng này, nghịch biến trên khoảng này và đồng biến trong khoảng còn lại. Rồi cái chỗ này thì mình để là cộng vô cùng ha, cái này là trừ vô cùng. Rồi mình sẽ tính giá trị của cái hàm số f này tại hai cái điểm 0 và 2. Với x bằng 0 thì mình thế vô đây thì rõ ràng là fx bằng 0.
Còn với x bằng 2 thì thế vô đây này, thì chỗ này là 2 mũ 3 là 8 không? Rồi 2 bình phương là 4, 4 nhân 3 12, vậy là 8 trừ 12 là bằng trừ 4. Trừ 4. Đấy. Như vậy thì mình thấy là cái đồ thị của cái hàm số, cái đồ thị của hàm số y bằng fx nó cắt cái đường đường thẳng, cắt cái đường thẳng y bằng trừ m, y bằng trừ m tại 3 điểm phân biệt khi nào? Khi và chỉ khi là cái trừ m này nó lớn hơn trừ 4 không? Rồi nhỏ không? Đại khái mình thấy cái đồ thị của hàm fx nè, đồ thị của hàm fx là đi từ trừ vô cùng đến không nữa không? Giảm xuống trừ 4 đến cộng vô cùng. Thì thầy có thể vẽ một cái hình minh họa như thế này. X bằng không thì y bằng không không? X bằng không thì y nó bằng không rồi, nó như thế này không? Thì cái chỗ này là trừ 4 rồi, cái chỗ này là trừ 4 không, trừ 4 chỗ này là không. Còn cái đường thẳng y bằng m, y bằng trừ m là đường nằm ngang này nè, y bằng trừ m không? Vậy thì cái đường y bằng trừ m cái này, còn cái đường này là y bằng fx không, y bằng x, và hai cái đường này nó còn cái trục ở trên đây là cái trục ox nha, trục ox này, ox này. Trục trục đứng là trục OY ha. Đấy, thì cái đồ thị y bằng fx nó cắt cái đường thẳng y bằng trừ m tại 3 điểm phân biệt. 3 điểm phân biệt như thế này. Khi nào? Khi mà em cái trừ m này nó lớn hơn trừ 4 và nhỏ hơn không? Đúng không? Thì cái chỗ này là m trừ m nè. Trừ m nó lớn hơn trừ 4 và nhỏ hơn không? Đấy, thì vào mình giải cái này ra thì mình sẽ được là đổi dấu, đổi dấu thì bất thức đổi chiều hết đúng không? Cái này 4 lớn hơn m lớn hơn không, hay là m nằm trong khoảng 0,4 không? Vậy thì suy ra là m thuộc cái khoảng là 0,4. Đấy, thì chỗ này là mình sẽ chọn đáp án B. Dạ thầy ơi, cho mấy bạn vô thầy. Được chưa? Chưa được còn không? Chỗ này là thầy cài chế độ đăng nhập tự động rồi, con dấu mũi tên màu vàng sao mà nó không cho vô tự động? Thầy Hồng nói là khi mà thầy ở bên Google Meet thì nó mới cho tự động đó, còn thầy nhảy sang tab khác là thầy phải cho phép mới được vô. Nó lúc Dạ, mà thầy đang Hồng chia nói sẻ màn hình đó là mình phải cho phép mới vô được hả? vậy. Dạ đúng rồi, thầy Rồi. phải ở bên cái tab Google Meet mới được. À, cảm ơn em. Rồi tiếp tục thôi các em. Vậy là câu số 4 này đó là mình sẽ sử dụng cái phần đồ thị đó. Sử dụng đồ thị tương giao giữa hai cái đường, giữa hai cái đồ thị của hai hàm số để mà mình giải phương trình này. Biện lực số nghiệm của phương trình. Câu 41. Vậy thì nó có thường thì thấy mấy cái đề là ôn tập với mấy cái đề mà tham khảo là nó sẽ có những cái câu như thế này. Câu mà nó vận dụng cái hàm số đồ thị hàm số để mà biện luận số nghiệm của phương trình đó. Thấy không? Thì các em lưu ý chỗ này. Ở mức độ nếu mà so với cái mức độ mà thi trung học phổ thông quốc gia thì cái này nó ở mức khá thôi. Cái câu hỏi này ở vận dụng ở mức khá thôi. Cái không có khó lắm. Đấy thì cái câu này các em theo kịp không ạ? Được hết không? Thì tiếp theo là mình sẽ đi nghiên cứu cái câu 42. Câu 42 là một cái câu về số phức. Thì nhắc lại rồi về số phức đó thì nó có một cái tính chất là thế này các em.
chắc là cái Z mà nhân cho Z ngang đó. Tức là Z mà nhân cho liên hợp phức của nó thì nó sẽ bằng bình phương mô đun Z. Ở đây nếu mà Z mình đặt bằng A cộng BI. Không? Này mình sẽ đặt x cộng y đi cho nó cái em nó dễ thấy à. Đây nếu mà mình đặt z bằng x cộng y như thế này. Nếu mà đặt z bằng x cộng y thì cái z ngang nó sẽ bằng cái gì các em? Z ngang là liên hợp của nó. Chúng ta nhớ không? Z ngang là bằng gì? Là x trừ y đúng không? Trừ y. Và cái liên hợp phức của nó nhân với nhau. Thì z mà nhân với liên hợp phức của nó, hay là gọi là số phức liên hợp đó, thì nó sẽ công thức nó là bằng bình phương mô đun. Các em nhớ cho thầy cái này, bình phương mô đun. Và bình phương mô đun của Z thì nó sẽ bằng là x bình cộng cho y bình. X bình cộng y bình. Như vậy thì cái yêu cầu như vậy thì cái Z mà nhân cho Z ngang đó, nó bằng 1. Khi và chỉ khi là x bình cộng y bình bằng 1 đúng không? X bình cộng cho y bình bằng 1. Đấy. Thì cái chỗ này nó là cái gì? Vậy thì suy ra là tập hợp các điểm biểu diễn của Z. Các cái điểm biểu diễn của Z. Là cái đường tròn. À, đường tròn. Đường tròn này là tâm ở đâu em? Đường tròn này nè. Cái này là phương trình đường tròn đúng không? Là tâm nó ở đâu? Phải đường tròn tâm O. Tâm O không không đó. Và bán kính nó bằng mấy? Bán kính R bằng 1. Nha. Thì tập hợp các điểm biểu diễn của cái số phức là điểm M có tọa độ xi đó. Đúng không? Thì nó chính là cái đường tròn tâm O bán kính là 1. Không? Cho nên là chỗ này là cái này mình chọn đáp án B. Đúng không? Thì qua cái câu này thầy nhắc lại cái chỗ ở trong cái này là nó nằm ở trong cái hình nó kết hợp giữa cái chương trình lớp 12 là chuyên về số phức và cái phần hình học tọa độ trong trong mặt phẳng ở chương trình lớp 10 các em. Ở chương trình lớp 10 đó thì nhắc lại một số kiến thức liên quan đến cái này ở chương trình lớp 10 đó. Toán hình học lớp 10 ha. Lớp 10. Trong hình học lớp 10 này đó là cái phương trình đường tròn đó. Là cái phương trình đường tròn là em nhớ là phương phương trình của đường tròn tâm tâm y là AB không bán kính là R thì nó sẽ có dạng như thế nào thì nó sẽ có dạng là x trừ a bình phương cộng y trừ b bình phương bằng r bình phương ha. Thì đây là phương trình đường tròn ha, đường tròn cái này là dạng cái này gọi là dạng chính tắc của nó đây, chính tắc. Còn một cái dạng thứ hai này là dạng tổng quát là như thế này, dạng tổng quát giống như phương trình mặt cầu trong không gian vậy đó. Dạng tổng quát đó là x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2bi cộng c bằng 0. Ở đây đó thì tâm nó sẽ là y này, là AB này. Rồi bán kính trong trường hợp này bán kính là R nó sẽ tính bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình trừ C. Không? Cho nên cái điều kiện để cái phương trình này là đường tròn đó
không? Điều kiện để phương trình sau là đường tròn. Vậy thì mình sẽ có là cái điều kiện để phương trình sau là phương trình đường tròn khi và chỉ khi là A bình cộng B bình trừ C nó phải lớn hơn không? Vì nó lớn hơn không thì nó cái R này nó mới tồn tại được. Còn nếu mà nó nhỏ hơn không hoặc nó bằng không thì cái R này không tồn tại. Và do đó thì nó không phải là phương trình đường tròn. Thì mình muốn biết là nó có phải phương trình đường tròn không thì phải canh đúng cái dạng này. Đúng cái dạng này sau đó mình kiểm tra cái điều kiện coi nó có error không, không? Đấy, thì qua cái câu câu hỏi 42 thì thầy sẽ nhắc lại cái phần phương trình của đường tròn ở chương trình lớp 10 đó, hình học lớp 10. Và đối với chương trình 12 thì em nhớ là cái phần số phức đó, phần số phức của chương trình 12. Số phức. Này là lớp 12 ha, lớp 12. Lớp 12 thì mình phải nhớ là nếu mà cho z là bằng x cộng y như thế này thì liên hợp của nó, liên hợp phức của nó hay là số phức liên hợp phức là z ngang với ký hiệu là z ngang bằng là x trừ y, tức là nó đổi dấu cái phần ảo đi thì nó ra được là số phức liên hợp. Còn cái module của z, module của z thì nó sẽ bằng là căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Module mà của z bình phương thì nó sẽ bằng là x x bình cộng y bình và nó bằng là z ngang luôn, em nhớ cái chỗ này cho thầy. Không. Cho nên là nếu như cái câu này em không nhớ là z ngang là cái gì thì em cứ đặt ra như thế này em nhân với nhau. Không. Theo kiểu hằng ngắn thức là x cộng y nhân x trừ y. Không. Thì nó cũng ra được cái thì biểu. Và điểm biểu diễn của số phức z. Không. Rồi điểm biểu diễn. Cái này hôm trước là buổi 1 thì không rồi đó. Điểm biểu diễn của z đó chính là điểm M của tọa độ XY như thế này trên mặt phẳng tọa độ. Những cái dạng này thường là các em sẽ hay gặp sai lầm ở chỗ em đồng nhất cái z bình phương với cái bình phương module của nó. Không, thì cái đồng nhất là sai. Bởi vì sao? Bởi vì cái z bình phương nó là một cái số số phức và bình phương lên thì nó sẽ bằng x bình trừ y bình này, rồi cộng cho hai lần x y như thế này, bình phương của nó. Đấy là bình phương của z ha. Đấy, cho nên là nhiều nhiều bạn hay gặp sai lầm chỗ này là đặt cái z bình phương bằng bình phương module nó luôn, sai. Người này có 42 bạn, mới có 42 bạn vô, trong đó có hai thầy vô hai app, thầy vô hai cái app thì nó còn 40 bạn, mới có 40 bạn vô. Đây là các bạn nghỉ nghỉ Tết sớm. À, cái bài này thì như thế ha, chúng ta có theo kịp không ạ? Ngày này chắc cũng dễ nói với các em phải không? Rồi. Bây giờ mình sang tiếp cái câu 43. Thì câu 43 thì đây nó cho là một cái khối lăn trụ. Khối lăn trụ mà đây nó cho khối lăn trụ như thế này. Em vẽ hình như thế này này ha. Đầu tiên vẽ tam giác. Rồi chỗ này em giống xuống rồi giống xéo xéo xuống như thế này. Chứ mà vẽ hai tam giác bằng nhau. Chỗ này vẽ bằng cái bút ở trên cái bảng từ này nó không có đẹp. Ở đây tôi để điểm C đây ha. ABC này. Thì A phẩy C phẩy B phẩy thì đây mình lấy trung điểm E của A phẩy và F của C C phẩy mình nói là
À, chỗ này mình nói tới điểm B à, thì nó ra được cái mặt phẳng này. Thì mình thấy là cái mặt phẳng BEF này nó chia cái khối lăn trụ thành hai phần và tỷ số thể tích của hai phần đó là bao nhiêu. Thấy không? Thì cái phần ở dưới đây mình đặt là V1 đi, chỗ này mình đặt là V1 đi. Vậy thì trên đây nó sẽ là V2 đúng không? À, mình thấy ở trên đáp án này thì cái tỷ số này nó đều lấy cái số nhỏ chia số lớn hết. Thì trong cái hình đó mình thì vậy là cái số nhỏ của mình nó chính là V1 và số lớn này chính là V2 đúng không? Số lớn này chính là V2. Đấy. Thì đối với khối lăn trụ á, thì em nhớ là như thế này. À, nếu như mà em lấy cái mặt phẳng chẳng hạn như đây là mặt phẳng C C phẩy BA phẩy đúng không? Chia xuống, chia thế này. Thì em sẽ được nếu mà em chia cái khối lăn trụ này theo cái mặt phẳng là C phẩy A phẩy B đó, thì nó sẽ chia cái khối lăn trụ này thành hai phần. Thì ta có là cái thể tích của cái khối chớp mà cái đỉnh B này nè, đỉnh là B phẩy, còn cái đáy nó là B phẩy A phẩy C phẩy. Thì cái thể tích này nó bằng bao nhiêu thể tích của khối lăn trụ các em? Thể tích của cái khối em ghi nè, ta có nè, rồi giải thì ghi này đi. Đó. Bây giờ ta có cái thể tích của cái khối chớp tam giác đỉnh B và đáy nó là A phẩy B phẩy C phẩy, thì cái này nó bằng bao nhiêu lần thể tích của hình lăn trụ của khối lăn trụ A phẩy B phẩy C phẩy. Thì thể tích là mình phải dùng chữ khối nha các em, chứ không có nói thể tích hình ha, mình không có nói thể tích hình lăn trụ, mình phải nói là thể tích khối lăn trụ. Vậy thì cái chỗ chấm hỏi này là nó bằng bao nhiêu em? Ai trả lời cho thầy được? À, chỗ này mình học, nếu nếu mà mấy bạn 12 thì chúng ta đã học cái phần thể tích khối đại diện rồi đúng không? Đấy. Thì có ai có thể cho thầy biết cái chỗ này? Bạn Ngọc Hân có trả lời được không? Ngọc Hân 12A1. Dấu chấm hỏi này là bằng bao nhiêu ạ? À? Sao không nghe tiếng nghe tiếng không vậy? 2 phần 3 à, bạn bạn trả lời 2 phần 3 là chưa đúng nha em. Dạ bằng 1 phần 3. À, cảm ơn các em. Bạn Ngọc Hân phải không ạ? Dạ À, Ngọc chỗ này Ngân. à, Ngọc Ngân hả em? Dạ. À, chỗ này là 1 phần 3 mới đúng nha. Tại vì cái công thức của mình là gì, à, cái hình hình chớp này với hình lăn trụ là nó cùng cái chiều cao với em, cùng chiều cao, nhưng mà cái hình chớp đó là nó bằng thể tích cái khối chớp, đó là thể tích nó sẽ bằng 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao đúng không? Mình nhớ là công thức là V khối chớp nè là bằng 1/3 BH đúng không? Còn cái V của lăn trụ đó, thì bằng B nhân H luôn phải không? Đúng không? Đấy, thì em rõ ràng là hai cái khối này nè, khối chớp với khối lăn trụ này nó cùng chiều cao và nó cùng diện tích đáy luôn. Đúng không? Cùng chiều cao và cùng diện tích đáy luôn. Nhưng mà đối với khối chớp thì thể tích nó sẽ giảm đi 1/3 so với lăn trụ. Như vậy thì từ chỗ này em sẽ suy ra được là cái khối chớp tứ giác còn lại đó cũng là đỉnh B ha, nhưng mà đáy của nó là gì? Là AC nè. À, C phẩy A phẩy như thế này. Đỉnh B này không? Tại vì cái mặt phẳng B phẩy A phẩy C phẩy này nó chia cái khối lăn trụ thành hai phần, một phần là khối chớp tam giác, một phần là khối chớp tứ giác. Ở đây là AC C phẩy A phẩy này nó sẽ bằng 2/3 lần của VABC A phẩy B phẩy C phẩy. Đấy. Thì cái này là nó chiếm 2/3 đúng không? Cái thằng này nè, thằng này nó chiếm 2/3 của cái V, cái V lớn này. Đấy. Nhưng mà cái V1 này thì nó sẽ bằng bao nhiêu lần? Vậy thì sẽ suy ra là cái V1 này nó sẽ bằng 1/2 lần của V gì đây? À, của thể tích của cái khối là B A C C phẩy A phẩy. Tại sao nó như thế các em? Tại sao nó bằng 1/2 biết không? Có ai trả lời được chỗ này không ạ? Thì bây giờ em nhìn cái khối B, cái khối mà cái đỉnh nó là B nè,
còn cái đáy của nó là AC, C phẩy, A phẩy, với một cái khối cũng với đỉnh là B, nhưng mà cái đáy của nó là AC, EF, AC, AC, FE, FE, chỗ này là F ha, chỗ này là F này. AC, FE. Thì cái AC, FE này so với AC, C phẩy, A phẩy là nó giảm đi 1 phần 2 đúng không? Giảm đi 1 phần 2. Đấy. Thì cái khối V1 này nó có đáy là AC, FE đúng không? Cái khối V1 này, này có đáy là AC, FE. Trong khi cái khối là BAC, B, AC, C phẩy, A phẩy này có đáy là AC, C phẩy, A phẩy là cái diện tích đáy nó gấp đôi đúng không? Đấy. Thì cái V1 này cái diện tích đáy của nó là bằng 1 phần 2 lần diện tích đáy của cái khối BAC, C phẩy, A phẩy, và nó cùng chiều cao đúng không? Nó cùng đỉnh B cho nên là nó cùng chiều cao nè. Đấy. Đó. Hai cái khối mà cùng chiều cao mà cái diện tích đáy nó giảm phân nửa thì cái thể tích nó giảm đi phân nửa. Vậy thì cái V1 này nó còn bằng 1 phần 2 lần V của BAC, C phẩy, A phẩy. Và cái thằng này nó lại bằng 2 phần 3 của thể tích lăng trụ, cho nên là 1 phần 2 mà nhân cho 2 phần 3 nữa là nó còn 1 phần 3 lần thể tích lăng trụ. Đấy. Vậy thì mình sẽ suy ra được cái V2. Nguyên cái V này là cái nguyên cái thể tích lăng trụ này mình chia làm hai, một thằng V1 là nó chiếm 1 phần 3, vậy thì V2 nó sẽ bằng 2 phần 3 thôi. ABC, A phẩy, B phẩy, C phẩy. À. Đấy, do đó là mình sẽ lấy cái V1 mà chia V2 thì nó ra 1 phần 2 đúng không? Lấy V1 mà chia V2 thì nó ra bằng 1 phần 2. 1 phần 2 hay là bằng 1 chia 2 cũng vậy thôi không? Đấy, cho nên là chỗ này là mình sẽ chọn cái đáp án C đó các em. Để C. Đấy. Ta sẽ chọn C. Cái câu này chúng ta theo kịp không ạ? Rồi bây giờ thì sang cái câu tiếp theo. À, cái câu tiếp theo là nó cho cái phương trình mặt cầu tâm y ha, phương trình mặt cầu tâm y. À, bán kính là à, nó không cho bán kính mà nó kêu là mặt cầu này cái tâm nó y là tọa độ là 1 trừ 2 3 đúng không? 1 trừ 2 3. Và tiếp xúc với OI. Tiếp xúc với OI. Thì ở đây thì nhắc lại và cái phương trình mặt cầu mà cái dạng này đúng không, thì nếu mà em gặp cái phương trình là x bình cộng y bình cộng z bình nè, trừ 2ax trừ 2by trừ 2cz cộng d bằng 0, đây là phương trình mặt cầu, tâm là y là abc và bán kính là r. R nó bằng căn bậc 2 của A bình cộng B bình cộng C bình trừ D đúng không? À, thì hiển nhiên là mình phải có cái điều kiện là A bình cộng B bình cộng C bình trừ D này nó dương mới được ha các em. Dương mới được. Đấy, nếu mà dương thì nó mới phương trình mặt cầu ha. Còn nếu mà nó âm hoặc là bằng 0 thì nó không phải, phương trình này không phải là phương trình mặt cầu. Đấy. Thì bây giờ mình nhìn ở đây thì mình sẽ xác định coi cái phương trình nào mà cái tâm của nó là y là tọa độ 1 trừ 2 3 đúng không? Như vậy thì để chỗ này mình xác định hệ số A là cái hệ số trước x đó là mình phải chia cho trừ 2 đúng không? Chỗ này đang là trừ 2a này các em, đang trừ 2a này đúng không? Mình muốn xác định A thì mình phải chia cho trừ 2 đúng không? Vậy thì tóm lại là muốn xác định tâm á, hoành độ của tâm đó là mình lấy hệ số trước x này nè, hệ số trước x này nè đúng không, hệ số trước x là cái chỗ này thôi chứ trừ 2 thôi. Hệ số trước x là ở đây là trừ 2 nè đúng không? Trừ 2 nè, mình chia cho trừ 2 nữa để ra 1 đúng chưa, ra 1 là đúng là hợp lý chưa, ra 1 nè đó. Rồi lấy hệ số trước y chia cho trừ 2 nữa nó ra trừ 2 nè đúng không,
hệ số trước y ở đây là đang là 4 nè, 4 bây giờ mình chia cho âm 2 nữa thì ra âm 2 là đúng, là đúng chỗ này hợp lý rồi không? Còn hệ số trước z là trừ 6 mình chia cho âm 2 để ra 3 đúng rồi nè. Vậy thì chỗ này có khả năng chọn. Còn cái chỗ ở chỗ câu B này, nếu mà em lấy hệ số trước x mà em chia cho trừ 2 thì nó ra trừ 2 mất tiêu rồi đúng không? Nó không có ra đúng cái tâm y của tọa độ 1, của hoành độ là 1 cái này. Vậy thì mình sẽ loại cái phương án này. Và tương tự vậy thì mình cũng loại phương án D luôn. Tại vì cái hệ số trước x này em chia cho trừ 2 thì nó ra trừ 1 và nó đâu có ra bằng 1 rồi đâu, đúng không? Đấy, thì mình loại hai phương án BD. Vậy thì còn hai phương án là C và A. Thì mình sẽ chọn cái nào? Thì lúc này mình sẽ sử dụng cái điều kiện tiếp theo của nó là tiếp xúc với trục OI. Tiếp xúc với trục OI ha. Tiếp xúc với trục OI vậy thì cái khoảng cách thì em thấy là cái mặt cầu này nè, mặt cầu này nè tiếp xúc với trục OI. Mặt cầu này tiếp xúc với trục OI thì điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái khoảng cách từ từ cái tâm y này đến trục OI nó sẽ bằng bán kính, đúng không? Bán kính. Đấy, thì bây giờ mình sẽ xem coi cái lúc này cái tâm y nó cho rồi nè. Đây bây giờ là mình coi cái tâm y của mình là tọa độ là 1 trừ 2 3 đúng không? 1 trừ 3 2 3. Như vậy thì khoảng cách từ cái tâm y này đến trục OI là nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng căn bậc 2 của gì? Khoảng cách đến cái trục nào thì em bỏ cái tọa độ của cái trục đó ra. Bỏ cái trừ 2 ra. Còn hai cái còn lại là em sẽ gì đây? Em lấy căn bậc 2 của tổng bình phương của nó đi. Thì nó ra căn 10 đúng không? Vậy thì từ đó suy ra là cái R này đó. Cái R này nó sẽ bằng căn 10. Bằng căn 10. Đấy. Vậy thì mình sẽ kiểm tra xem ở trên cái phương trình ở chỗ câu A với câu C này đây là cái chỗ nào là R ha. Đấy. Bây giờ mình xét câu A nè. Mình xét câu A. Xét câu A thì lúc này R nó sẽ bằng cái gì? 1 bình cộng trừ 2 bình đúng không? Cộng 3 bình. Xét câu A nè. Thì cái ABC nó vẫn là thế này, 1 trừ 2 với 3 rồi. Còn cái D nó bằng trừ 9 rồi kìa. Là mình đem trừ cho 9 đi. Trừ cho 9 đi. Và mình lấy căn bậc 2 ra coi ra nhiêu không. Thì cái này ra căn 5 đúng không? 5. Tại vì cái chỗ này 3 bình là 9, 9 trừ 9 là mất rồi nè. Vậy thì căn 5 là nó khác căn 10 đúng không? Khác căn 10. Cho nên suy ra đây mình loại câu A. Loại câu A vậy thì mình sẽ chọn gì đây? Chọn C. Đấy, thì cái câu hỏi này mình chọn quán C. Đấy, thì qua cái câu này thầy nhắc lại cho em một số cái kiến thức về cái khoảng cách. Kiến thức về khoảng cách như thế này em. Thì khoảng cách từ một cái điểm đến một cái đường thẳng trong không gian đó, hôm trước thầy có nói rồi, bây giờ nói lại ha. Ví dụ như mình có một cái điểm M0 như thế này. Điểm này là M0. Điểm M0. Thôi bây giờ mình cho cái đường thẳng đi. Đường thẳng D. Đường thẳng D nó đi qua điểm M. Đi qua điểm M. Điểm M tọa độ là x0 y0 không? 0 z0. Vector chỉ phương. Có cái vector chỉ phương là u. U bằng là U1, U2, U3 như thế này. Đó, như vậy thì mình muốn tính cái khoảng cách. Bây giờ là cái khoảng cách từ một cái điểm N. Từ điểm N, điểm này điểm N. Điểm N có tọa độ là X1, X2, X1, Y1 chứ. X1, Y1, Z1. Đến đường thẳng D. Đến cái đường thẳng D. Đường thẳng D tính theo như thế nào? Thì cái công thức tổng quát của nó là như thế này, tức là D khoảng cách từ N đến đường thẳng D này nó sẽ bằng, đầu tiên là em lấy
lấy tích có hướng của vectơ u với vectơ mn như thế này. Không. Sau đó em lấy cái độ dài của vectơ này, rồi tất cả em sẽ chia cho độ dài của vectơ chỉ phương. Đấy. Thì đây là công thức tổng quát của nó. Thì mình có thể giải thích như thế này, các em giải thích như đây là đường thẳng D nè, không, nó đi qua cái điểm M nè, không, và nó có một cái vectơ chỉ phương, và mình muốn dễ dễ hiểu thì mình sẽ đặt cái vectơ chỉ phương này, cái điểm gốc của vectơ chỉ phương này đó là ngay cái điểm M luôn, và giả sử như cái điểm N mình ở đây, không, điểm N nằm đây. Đấy. Thì từ cái điểm ngọn của vectơ U nè, rồi điểm gốc là điểm M đúng không? Rồi mình với điểm N này là ba điểm, thì mình sẽ tạo thành được một cái hình bình hành cơ sở như thế này. Thấy không? Thì đây là điểm N ha. Thì cái vectơ U mình có thể giờ đây là vectơ này nó cùng phương với vectơ U nè. Cùng phương và cùng chiều, cùng độ dài luôn, cho nên là nó bằng luôn nè. Đó, thì mình sẽ lập được một cái hình bình hành như thế này ha. Và để tính gì, tính cái khoảng cách đó, tính tính cái khoảng cách đó, tính cái D này đó. Tức là cái khoảng cách từ cái điểm N đến đường thẳng D này nè. Mình ký hiệu là thi cũng chữ D không? Đó, thì mình sẽ lấy cái diện tích của hình bình hành này. Đây là công thức tính diện tích hình bình hành mà nó có hai vectơ cơ sở là vectơ MN và vectơ U. Phải không? Đấy. Còn còn dưới đây là độ dài của vectơ U, nó chính là chiều dài cạnh đáy. Mà tính diện tích hình bình hành á thì mình lấy cái chiều cao mà nhân với chiều dài của một cạnh ứng với chiều cao đó đúng không? Đấy. Ngoài ra thì mình cũng tính diện tích hình bình hành theo cái công thức này, tính là độ dài tích có hướng của vectơ U và vectơ MN đúng không? Đấy. Thì muốn tính cái chiều cao đó thì mình sẽ lấy cái diện diện tích của hình bình hành và chia cho cạnh đáy. Cái này là cạnh đáy nè. Tức là độ dài vectơ U này chính là cạnh đáy đúng không? Cạnh đáy mà nhân cái chiều cao rồi ra diện tích hình bình hành. Và có diện tích hình bình hành là tính theo tích có hướng này, là mình chia cho chiều dài cạnh đáy thì ra được cái chiều cao. Chiều cao nó chính là cái khoảng cách từ cái điểm N này đến đường thẳng D. Thì đó là cái công thức tổng quát. Tuy nhiên thì em cũng sẽ nhớ cái mẹo để mà tính cái khoảng cách từ cái điểm M mà đến các cái đường đặc biệt. Đúng không? Chẳng hạn như khoảng cách từ điểm M nè mà đến cái điểm O. Điểm M của mình là x0, y0, z0 đúng không? Điểm M này để thầy ghi lại tọa độ cho em dễ thấy. Điểm M là một số cái điều đặc biệt ha. Đặc biệt, thầy ghi chữ đặc biệt đi. Đấy, đặc biệt này. Thì khoảng cách từ điểm M tọa độ là x0, y0, z0 mà đến gì đây? Đến thứ nhất là đến góc tọa độ O. Thì công thức D nó sẽ tính bằng công thức là gì? X0 bình cộng Y0 bình cộng Z0 bình đúng không? Cả ba thành phần này bình phương hết và lấy căn bậc 2. Bây giờ mình muốn tính là đến OX, đến trục OX thôi. Không có tính đến góc O nữa mà tính đến trục OX thôi. Thì lúc này cái D nó sẽ bằng căn bậc 2, em bỏ cái thằng X ra. Thì nó còn là Y0 bình cộng Z0 bình. Đúng không? Rồi nếu mà tính đến trục OY, tính khoảng cách từ cái điểm M này nè đến trục OI thì tính theo công thức là gì? D nó sẽ bằng chỗ này hai chấm, là mình bỏ cái y độ này ra thì nó còn x0 bình cộng z0 bình. Và tương tự như vậy thì tính đến trục OZ thì nó D nó sẽ bằng là căn bậc 2 của x0 bình cộng y0 bình. Thì cái này là mới đến các cái trục tọa độ và đến góc tọa độ không? Bây giờ thì đến các mặt phẳng tọa độ, chẳng hạn như là đến mặt phẳng OXY. Đến mặt phẳng OXY thì cái D lúc này nó sẽ bằng trị tối của Z. Tức là đến đến OXY thì bỏ X bỏ Y ra, còn Z bình phương lấy căn bậc 2 thì ra trị tối của Z, đúng không? Ở đến mặt phẳng OXZ thì D nó sẽ bằng trị tối của Y. Và đến mặt phẳng OYZ thì D nó sẽ bằng trị tuyệt đối của x. Thì một số cái điểm, cái đặc biệt là từ một cái điểm M trong không gian em sẽ tính đến khoảng cách đó đến góc tọa độ, rồi đến các cái trục tọa độ, đến cái mặt phẳng tọa độ.
Đấy, thì nó liên quan đến cái câu này nữa, liên quan đến phương trình mặt cầu đó. Tiếp xúc, nếu mà nó tiếp xúc với trục OI thì khoảng cách từ tâm đến trục OI nó bằng quán kính, còn nếu mà nó tiếp xúc với cái mặt phẳng OI thì khoảng cách từ cái tâm đó đến mặt phẳng OI nó bằng bán kính. Đấy, cho nên mình phải nhớ là cái công thức tính mấy cái khoảng cách này nè, đặng mình sẽ làm những cái câu dạng như thế này. Không, nó dễ hơn. Đấy, thầy nhắc lại như thế. À, chúng ta có trao đổi gì không ạ? À, nếu không ai trao đổi thì mình sẽ sang tiếp cái câu tiếp theo. Thì cái câu tiếp theo là một cái câu mà nó chỉ cho ta một cái phương pháp giải tích phân. À, khi mà mình học tích phân ở trên chương trình phổ thông đó, thì mình sẽ học cái phương pháp để tích phân bằng hình thức đổi biến nha. Và phương pháp tích phân từng phần nó có hai phương pháp đó. Thì ở đây là mình sẽ, người ta sẽ kiểm tra mình cái cách là đổi biến thì mình có nắm không. Thì để mà đổi biến tích phân thì em phải nhớ đến vi phân đúng không? Thì ở đây nếu mà mình đặt t bằng căn bậc 3 của 1 trừ x như thế này, thì em mũ 3 lên, mũ 3 hai vế lên, thì ở đây nó sẽ mắc căn bậc 3 nó còn 1 trừ x đúng không? Đấy. Và sau đó là mình lấy vi phân hai vế, lấy vi phân hai vế kìa. Vi phân hai vế thì em nhớ biểu thức vi phân là mình sẽ đạo hàm và nhân cho cái d của biến đó. À, để vi phân thì vi phân của t mũ 3 thì nó sẽ là 3t bình phương đúng không? Đạo hàm nè và nhân thêm dt, đây là biểu thức vi phân của cái vế trái này. Còn biểu thức vi phân của vế phải là chỗ này 1 trừ x thì ghi nhầm. Vi phân em đạo hàm chỗ này thì nó ra là trừ 1 phải không? Vậy thì ra trừ dx. Vậy thì nếu mà mình đặt t bằng như thế này thì 3t bình phương dt này nó sẽ bằng trừ dx. Được chưa? Coi của bạn hỏi gì không? Hỏi gì không em? Thì mình tiếp theo mình đổi cận nha, mình đổi cận. Đổi cận. Thì mình thấy cái cận tích phân của mình nó là cận từ 0 đến 1 phải không? À, theo biến x như vậy thì x bằng 1 thì suy ra t bằng mấy? Chỗ này x bằng 1 thì mình thấy x bằng 1 vô cái chỗ đổi biến này nè. Không thì x 1, 1 trừ 1 là 0, vậy thì t bằng 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 căn bậc 3 của 0, tức là t bằng 0. Còn nếu mà x bằng 0, x bằng 0 thì suy ra t bằng mấy? X bằng 0 thế như đây thì rõ ràng căn 3 của 1 là 1. Đấy, rồi sau đó là mình sẽ suy ra được, mình thế vô tích phân ban đầu nè. Vậy thì y của mình nó sẽ bằng cái gì? Cái cận tích phân đầu tiên là cái cận tích phân nha, x bằng 0 thì mình thay bằng 1, còn y bằng x bằng 1 thì t bằng 0. Đấy, cái cận tích phân là thế này. Còn cái căn bậc 3 này, cái căn bậc 3 này, căn 3 của 1 trừ x thì mình thay bằng t, đúng chưa? Căn 3 của x mình thay bằng t. Còn cái dx thì của mình đó là đề ở trên đề nó chỉ có dx thôi, đúng không? Vậy thì dx của mình nó sẽ bằng là trừ 3 lần t bình phương dt đúng không? Vậy thì chỗ này là dx nè, mình sẽ thay bằng trừ 3 t bình phương, mà cái trừ 3 này là hằng số mình có thể đem ra ngoài, và ở đây nó còn là t bình phương dt đúng không? T bình phương mà nhân với t là t mũ 3, cho nên ở đây mình có thể ghi là 3 lần tích phân từ 0 đến 1 là t mũ 3 dt. Là lý do là mình đổi hai cận này cho nhau nè các em. Thì trong trong tích phân thì khi mà mình đổi hai cận cho nhau thì tích phân nó đổi dấu nha. Đúng không? Đấy. Thì đây là biểu thức là 3 t mũ 3 phải không? DT là đáp án A. Phải không? Thì chỗ này là mình chọn câu A. Đấy thì cái tích phân ha là đổi biến. Thì đối với cái bài tích phân thì như thế thôi, không yêu cầu tính tích phân ra, không kêu đổi biến ra cái gì. À, tiếp theo là mình Giảng sang lại câu 4 là sao. Alo, có ai lần hỏi gì không ạ? thầy giảng lại lần nữa được không thầy? À, phần tích phân em
Thằng tích phân này phải không ạ? Dạ. Em trong trường mình học tích phân chưa em? Dạ mới học nguyên phân. Ủa? Nguyên hàm á hả? Dạ nguyên Nó hàm. học nguyên hàm hả? Dạ. Nguyên hàm thì cũng có cho em mà. Thì giảng lại nè, thì ở đây là đề bài nó yêu cầu là nếu mà mình đặt t bằng căn bậc 3 của một trừ x đúng không, thì từ t đây nè mình mũ 3 lên, mũ 3 hai vế đúng không, mũ 3 hai vế thì một bạn vô vô lớp học, thì ở đây mình mũ 3 hai vế thì nó mắc bên bên vế trái bên vế phải nó sẽ mắc cái dấu căn bậc 3 đúng không em, thế đây thành t mũ 3 nó bằng 1 trừ x đúng không. Đó. Thì bước tiếp tiếp theo là mình lấy cái này gọi là lấy vi phân hai vế nè, mà lấy vi phân đó là mình sẽ đạo hàm nhân với dt phải không, tại vì bên đây theo biến t nè, còn ở ở bên vế phải là theo biến x thì mình đạo hàm nhân với dx ha, cái này gọi là lấy vi phân hai vế. Đấy. Thì t mũ 3 mà đạo hàm thì nó bằng 3t bình đúng không, 3t bình và nhân thêm dt nữa, còn ở bên đây là theo biến x thì đạo hàm của 1 trừ x thì nó ra trừ 1 đúng không, trừ 1 nhân dx là trừ dx thôi. Như vậy thì trong cái biểu thức tích phân của mình là cần lấy nè, nó chỉ có cái dx thôi, vậy thì dx nó sẽ bằng trừ 3 lần tan phương dt đúng chưa, rồi đổi cận tích phân, đổi cận thì mình căn cứ vào công thức này thôi em, căn cứ vào công thức này nè đó, thì nếu mà x bằng 1, x bằng 1 thì mình thế cái chữ x vô đây thì mình sẽ thấy là t nó bằng 0 đúng không, còn nếu mà x bằng 0 thì mình cũng thế vô đây đấy, thì 1 trừ 0 là 1 nè, và căn bậc 3 của 0 là bằng 1 luôn đấy, thì t bằng 1 đó. Thì bây giờ mình thế vô cái biểu thức tính y này, biểu thức tích phân này đúng không, thì tích phân từ 0 đến 1 thì x bằng 0 thì tương ứng với t bằng 1, cho nên là chỗ này nếu mình đổi biến t thì chỗ này là 1, dưới đây là 1 cho nên là 0, cái cận của nó. Còn cái căn bậc 3 này mình sẽ thay bằng t đúng chưa? Căn bậc 3 này mình thay bằng t này. Còn cái dx thì rõ ràng cái dx mình sẽ thay bằng trừ 3t bình phương dt đúng chưa? Đấy, trừ 3t bình phương dt. Và thầy làm thêm bước nữa đi. Đấy, trừ 3t bình phương dt. Thì cái t nè, với t bình phương này nhân với nhau thì nó sẽ bằng là t mũ 3 phải không? T mũ 3 dt. Đấy. Như bây giờ cái tính chất của tích phân là khi mà mình đổi hai cái cận cho nhau thì tích phân nó đổi dấu em. Tích phân đổi dấu. Thì lúc này nó sẽ bằng là 3 lần tích phân từ 0 đến 1 t mũ 3 dt. Được chưa? Vậy thì qua đây thì nhắc lại cái tính chất của tích phân nè. Nhắc lại cái tích phân. Phân. Nếu nếu f lớn x là một nguyên hàm, là một nguyên hàm của cái f nhỏ x thì cái tích phân trên cái khoảng AB, trên cái đoạn AB của f nhỏ x dx đó, nó sẽ bằng là f fx như thế này, thế cận BA như thế này đúng không, thì nó sẽ bằng là f lớn b trừ cho f lớn a, thì cái công thức này gọi là công thức Newton lattice, công thức này gọi là công thức Newton lattice, và một số tính chất của cái tích phân xác định này đó em cần phải nắm luôn, đó là một số tính chất của tích phân xác định này nó là gì, tính chất nếu như mà hai cái cận nó trùng nhau thì tích phân lúc nào bằng không. Và tích phân từ A đến B mà nếu mà một cái hàm này mà có nhân với hàng số k thì cái k này đem ra ngoài. Cái này là với mọi k thuộc R ha. K thuộc R. Thì cái tính chất này đó thì nó xảy ra với mọi k thuộc R luôn. Nó khác với cái tính chất ở trong cái nguyên hàm phải không? Khi mà em học nguyên hàm đó, thì nó có cái tính chất này em. Là k fx dx, tức là nguyên hàm của k fx nó sẽ bằng k nhân nguyên hàm của fx dx.
với mọi k thuộc R, nhưng mà k phải khác không. Trong nguyên hàm thì nó cũng có tính chất tương tự nhưng mà k phải khác không mới được ha. Còn còn trong tích phân nó cũng có tính chất như thế này, nhưng mà và k này nó với mọi k này thuộc R luôn, k này thuộc R luôn, không không cần khác không. Bởi vì nếu mà k và không thì tính chất này vẫn đúng. Đấy, thì em nhớ như thầy chỗ này. Nhớ bên nguyên hàm nó cũng có tính chất như thế. Thì bây giờ tính chất thứ nhất nè, tính chất một, tính chất hai, rồi tính chất ba. Tính chất ba là tích phân của tổng bằng tổng tích phân á, fx cộng trừ cho gx không, tổng hiệu luôn nguyên cái này dx, thì nó sẽ bằng tích phân của fx dx từ a đến b cộng trừ tích phân từ a đến b của gx dx. Đấy, thì trong tích phân nó có tính chất này. Và tính chất thứ tư là tính chất đổi cận đó, đổi cận. Tính chất thứ tư là thêm cận chứ, thêm cận tích phân. Thêm cận tích phân tức là tích phân từ a đến b fx dx như thế này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ chen cái cận c vô thì nó sẽ bằng tích phân từ a đến c của fx dx và cộng cho tích phân từ c đến đến b của fx dx, tức là tính chất chen cận tích phân vậy. Và tính chất thứ năm là tính chất mà đổi cận đó, chẳng hạn như tích phân từ a đến b nè của fx dx ha, thì nó sẽ bằng trừ tích phân từ b đến a của fx dx. Thì khi mà mình đổi hai cận, còn cận hai cận lấy tích phân thì cái tích phân nó sẽ đổi đổi dấu. Đấy, thì một số tính chất cơ bản, cái này gọi là tính chất cơ bản ha. Thì trong tính phân nó còn nhiều tính chất khác mà nó mở rộng nữa. Đấy, tính chất cơ bản là mình dùng để mình thi cái này được. Đấy, thì thầy giải thích như thế thì chúng ta xem cái câu này là được ha. Bạn nào hôm nay hỏi bài với thầy đó, được chưa em? Dạ được. Nếu sao có một bạn thoát ra ngoài nữa, còn có 59 người. Rồi tiếp theo là mình nói về câu 46. Câu 46 không? Câu 46 là một cái câu về đại số tổ hợp đó. Cái này gọi là câu đại số tổ hợp. Thì ở đây nó cho hai cái đường thẳng song song, hai đường thẳng song song, D1 và D2 đúng không? Thì trên D1 này nó có 10 10 cái điểm, trên D1 này nó có 10 cái điểm và trên D2 này thì nó có 8 cái điểm. Bây giờ mình sẽ chọn ba cái điểm ở trên đây, thì để cho nó tạo thành tam giác ấy, thì nó phải có là hai điểm ở trên đường thẳng D1 và một điểm nằm trên đường thẳng D2, hoặc là ngược lại đúng không, ngược lại, hoặc là dường như chỗ này mình lấy hai điểm ở trên đường thẳng D2 và một điểm trên D1 thì nói là thì nó tạo thành tam giác như thế này. Hoặc là tam giác như bên đây. Không? Như vậy thì để ba điểm mà nó tạo thành một cái tam giác đó thì nó có hai trường hợp. Nó có hai trường hợp. Trường hợp là trường hợp thứ nhất là hai điểm là nó thuộc D1 và một điểm nó thuộc D2. Thấy không? Thì nó mới tạo thành tam giác được. Còn nếu mà em lấy 3 điểm nằm trên D1 hết thì nó thẳng hàng, đâu tạo thành tam giác đúng không? Đấy. Thì hai điểm nằm trên D1 và một điểm nằm trên D2 thì lúc này nó sẽ có bao nhiêu cách lấy? Mình lấy hai điểm trong số 10 điểm thì nó sẽ có số số cách lấy là C2 10 đúng không? Rồi nhân cho là C18. Thì mình lấy máy tính mình bấm cái số này ra. Bấm cái số này ra thì mình có là 10 nè. C2 thì nhân cho 8. 8C1 và 1 C18 thì nó cũng bằng 8 nha. Nó này là 360 nè.
360. Vậy thì nếu mà mình lấy một hai điểm nằm trên D1 và một điểm nằm trên D2 thì mình sẽ tạo được tổng cộng là 360 tam giác, đúng không? Cái trường hợp thứ hai, trường hợp thứ hai là thế này, trường hợp thứ hai là một điểm nó thuộc cái D1 và hai điểm nó thuộc cái D2, cái điểm thuộc D2 thì lúc này nó sẽ có bao nhiêu? Một điểm mà mình chọn ở trên D1, D1 nó có 10 điểm, rồi bây giờ mình chọn một điểm thì nó có C1 10 không? C1 10 tức là bằng 10 và nhân cho C2 8. Thì cái này mình tiếp tục bấm máy nha. Thì cái C1 10 nó bằng 10 nè. Rồi nhân cho 8 tiếp dấu chia C2. Đấy, thì nó ra 280. 280. Vậy thì cái trường hợp thứ nhất là nó có 360 tam giác, và trường hợp thứ hai là 280. Vậy là cộng lại thì chúng ta được là gì? Theo quy tắc cộng đúng không? Theo quy tắc cộng thì suy ra là nó có tổng cộng là 360 cộng 280 thì bằng 640 tam giác. À. Đấy. Thì chỗ này mình sẽ chọn đáp án A. Để chọn đáp án A này. Số tam giác là 640. Đó là cái câu 46 em, câu 46. Rồi có thắc mắc gì chỗ câu 46 này không các em? Thắc mắc gì không ạ? Thì vi phân đó là thầy nhắc lại là vi phân là mình đã học với chương trình lớp 11 đó em. Thấy không? Thì vi phân thầy nhắc lại là như thế này. Một cái biểu thức vi phân đó là nó là đạo hàm mà nhân cho dx đó, thì nó gọi là vi phân. Là vi phân. Thấy không? Thì biểu thức vi phân. Đấy. Thì đạo hàm nhân dx mới gọi là vi phân, còn đạo hàm không thì không gọi là vi phân. Các em nhớ như thế. Vi phân cái fx dx tôi gọi là vi phân của fx. Vi phân thì nhắc lại ha. Thì cái vi phân là mình học ở chương trình lớp 11 với em, nhắc lại ha. Là nó là đạo hàm nhân cho dx thì mới gọi là vi phân. Không? Thì biểu thức vi phân đó là ví dụ như mình cho cái hàm y bằng fx đúng không? Y bằng y thì vi phân của y nó sẽ là gì? Là nó ký hiệu là dy, dy nó bằng là f phẩy x dx, không? F phẩy x dx thì nhắc lại cái vi phân như thế. Vi phân nó không phải là đạo hàm, mà vi phân là đạo hàm nhân với dx mới gọi là vi phân. Rồi bây giờ mình sang câu 47. Câu 47 thì cái vi phân đó là nó ứng dụng để tính gần đúng. Vi phân, mục đích của vi phân là ứng dụng tính gần đúng. Bây giờ mình sang câu 47 là cái câu về xác suất. Câu 47 là câu về xác suất. Thì nếu như mình gọi A là biến cố, là ở đây nó có hai xạ thủ cùng bắn vào bia, không xác suất người thứ nhất bắn trúng là 0,8 80% đó, người thứ hai bắn trúng là 0,7, thì xác suất cả hai người cùng bắn trúng là gì? Thì khi mà mình gọi tên biến cố như thế này em, là mình gọi là xạ thủ một bắn trúng, à, rồi biến cố B là mình gọi là xạ thủ hai bắn trúng, thì cái biến cố A giao B, A giao B là viết thế này, viết A B viết liền như thế này, cái này là cả hai người đều bắn trúng, cả hai người đều bắn trúng, bắn trúng và bắn thì viết sai chính tả. Thì cả hai người bắn trúng thì xác suất nó tính sao? Thì ở đây là mình có cái điều kiện hai biến cố độc lập. Thì cái này nó em xem là chương trình lớp 10 chỗ xác suất
Thì ở đây là AB là độc lập với nhau. AB độc lập như vậy thì cái xác suất của biến cố A giao B này, cái này gọi là biến cố A giao B. A giao B. Biến cố A giao B có nghĩa là cả AB cùng xảy ra luôn đó, cả hai cái biến cố AB cùng xảy ra thì nó gọi là A giao B. Thì hai biến cố độc lập này thì cái xác suất của biến cố A giao B này nó sẽ bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B. Thì theo đề bài ở chỗ này đó, thì em thấy là xác suất của biến cố A tức là xác suất xạ thủ một bắn trúng là 0,8 đúng không? 0,8 tức là 80% đúng không em? 80% là đề bài nó cho nè. Rồi xác suất của biến cố B đó, xác suất của biến cố B là 0,7. Như vậy thì mình áp dụng công thức nhân xác suất cho hai biến cố độc lập này nó sẽ bằng là 0,8 nhân cho 0,7 tức là bằng 0,56 đúng không? Tức là bằng 56%. 56%. Đấy, thì xác suất cả hai người cùng cùng bắn trúng là 56% vấn đề. Vấn đề. Đấy, thì bây giờ thầy lý giải các cái biến cố này như thế này cho các em hình dung nè. Không? Thì khi mà mình có hai biến cố AB như thế này. AB thì khi mà mình ghép lại thế này thì mình gọi là cái này gọi là A giao B. Cái này thầy nhắc nhắc thêm cái này đọc là A giao B, A giao B. Cái này giao ha, giao A giao B. Và cái biến cố này có nghĩa là cả AB, A và B cùng xảy ra đúng không? Ví dụ như ở đây là A là người thứ nhất bắn trúng nè, B là người thứ hai bắn trúng, vậy thì A giao B cái này có nghĩa là cả hai người đều bắn trúng, cả hai người đều bắn trúng không? Đấy. Còn nếu mà mình viết như thế này em, mình viết thế này là có nghĩa là A trúng và B chặt, A xảy ra còn B và B không xảy ra. Có bạn vô lớp à. Chỗ này là B không xảy ra ha, không xảy ra. B không xảy ra. Đây. Còn nếu mà mình viết như thế này, A ngang B thì có nghĩa là A không xảy ra và B xảy ra. Đấy. Còn nếu mà mình viết là A ngang rồi B ngang luôn thì cái này là cả AB đều không xảy ra. Không. Đấy, thì ví dụ như một bạn tìm một một bạn bạn nam tìm tìm bạn gái tìm tìm bạn gái kết bạn phải không? Thì nó đặt ra tiêu chí là A là bạn đó học giỏi, B là bạn đó đẹp đẹp gái đúng không? A vô B có nghĩa là nó vừa học giỏi mà nó vừa đẹp. Đấy, A vô B này. Đấy. Còn nếu mà A giao với B ngang có nghĩa là nó học giỏi thôi nhưng mà nó không đẹp. Không? Còn A ngang B có nghĩa là nó không học giỏi nhưng mà nó đẹp. Đó. Còn A ngang B ngang có nghĩa là nó không đẹp mà nó cũng không học giỏi luôn. Thì mình thấy là hai biến cố nó kết hợp như thế. Còn còn cái biến cố nó kết hợp theo kiểu này nữa em, tức là A hợp B, nó viết như thế này. Cái này có nghĩa là có ít nhất một biến cố xảy ra. Biến cố xảy ra. Đấy. Thì cái này nó bao gồm 3 trường hợp. Cái này nó bao gồm 2 trường hợp là nó có AB luôn. Rồi nó có A B ngang luôn, rồi nó có A ngang B luôn. Không, ba ba cái trường hợp này nó kết hợp lại thì nó ra được thằng này. Thằng này đọc là có ít nhất một trong hai biến cố nó xảy ra. Không? Đấy. Để tính xác suất cho cái biến cố này nè.
Thì khi mà mình vẽ đồ thị đó, thì đây là trong cái xác suất của mình học với chương trình lớp 11 đó, là nó có cái không gian mẫu đó nghe. Không gian mẫu là thế này, thì ở trong đây giả sử như mình có hai cái biến cố AB nè, hai biến cố AB AB ha, thì cái phần này nè, cái phần này, cái phần mà thầy gạch gạch nó chính là A giao B. Đây. Thường là nó yêu cầu mình sẽ tính cái, còn cái phần màu đỏ này nè, phần màu đỏ ha, màu đỏ này nó chính là A B ngang, nó đẹp mà không học giỏi đấy. Đấy, đấy thì bây giờ mình muốn 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 coi tiếp coi là màu vàng này nó là cái gì. Đây, màu vàng này nó chính là nó không đẹp, phải không, mà nó lại, hôm nay mình nói A là học giỏi phải không, vậy là không học giỏi nhưng mà nó đẹp. Đây, B là đẹp. Còn ở chỗ cái vùng màu trắng này nè, vùng màu trắng này là A ngang giao với B ngang luôn, không giỏi mà cũng không đẹp luôn. Đấy, thì nó chia ra bốn trường hợp đó, bốn trường hợp. Không? Khi mà em gieo một cái đồng xu mà nó hai lần đó, thì nó cũng xảy ra trường hợp tương tự. Không? Cả hai lần nó xuất hiện mặt sấp, hoặc một lần thứ nhất mặt sấp, lần thứ hai mặt ngửa, lần thứ nhất mặt ngửa, lần thứ hai mặt sấp, và cả hai lần mặt ngửa, có bốn trường hợp. Thì giống như trong cái mệnh đề của em đó, khi mà thầy nói về mệnh đề đó, thì một mệnh đề nó có hai giá trị là một với không, đúng với sai đó. Vậy thì nếu mà có hai mệnh đề thì nó kết hợp là nó có bốn trường hợp, và nếu nó có ba mệnh đề thì nó kết hợp là 8 trường hợp. Đấy. Đấy, thì thầy nói thêm về cái phần xác suất như thế. Đấy, thì bây giờ mình sẽ sang tiếp theo, đó là cái câu về logarit, câu về logarit, câu 48. Thì chúng ta cũng học logarit vừa xong ở cho kỳ 1, các bạn là 12 đó. Thì mình nói về logarit, thì ở đây nó cho a ba ba cái thằng này bằng nhau. Vậy thì mình sẽ đặt t bằng ba này luôn, đặt t bằng logarit cơ số 4 của a bằng logarit cơ số 6 của b và bằng logarit cơ số 9 của a cộng b. Thì chỗ này mình sẽ suy ra được cái gì? T bằng logarit cơ số 4 của a, vậy thì a mũ a nó sẽ bằng là 4 mũ t đúng không? B thì nó sẽ bằng là 6 mũ t, và a cộng b thì nó bằng là 9 mũ t. Thì mình sẽ thay hai cái đẳng thức trước này vào cái đẳng thức sau này, mình sẽ suy ra được một cái phương trình mũ là 4 mũ t cộng cho 6 mũ t, nó sẽ bằng 9 mũ t. Và chỗ này nếu mà mình chia hai vế cho 9 mũ t thì mình sẽ được là 4 phần 9 tất cả mũ t đúng không? Chỗ này là cộng cho 6 phần 9 tất cả mũ t bằng 1. Nhưng mà 4 phần 9 thì bằng 2 phần 3 tất cả bình phương đúng không? Cho nên là chỗ này nó sẽ ra là 2 phần 3 tất cả mũ 2T, rồi 6 phần 9 thì nó bằng 2 phần 3 luôn rồi. Vậy thì cái này là 2 phần 3 mũ T trừ 1 bằng 0. Thì chúng ta xem cái này nó là cái phương trình bậc 2 theo theo 2 phần 3 mũ T nhé. Mình có thể xem nó là phương trình bậc 2 theo 2 phần 3 mũ T ha. Thì mình sẽ bấm máy ra. Thì cái này nó là bình phương này, ít bình phương cộng với là x trừ 1. Vậy thì ở đây mình có thể bấm máy giải cái phương trình ra là mod mod 9 luôn, mod 9 2 2 2. Thì cái hệ số trước đây bằng 1. Hệ số trước 2 bằng 3 mũ t cũng là 1. Và hệ số tự do là bằng trừ 1.
thì nó ra là trừ 1 cộng căn 5 chia 2, tức là này nó tương đương là cái biến 2 phần 3 mũ t của mình đó, thì nó bằng là trừ 1 cộng căn 5 chia 2. Cái này mình nhận ha, nhận tại vì số này nó dương rồi, căn 5 trừ 1 là nó dương rồi, nó có hai nghiệm là 2 phần 3 mũ t bằng trừ 1 trừ căn 5 chia 2 luôn. Cái này là loại, mình loại đi tại vì cái này nó âm mà. Đây 2 phần 3 mũ t là số dương rồi em, 2 phần 3 mũ t là số dương, thấy không, số này nó âm rồi. Thì ở sao em bấm ra là trừ 1 trừ căn 7 vậy thầy? Cộng căn 7 trừ căn 7 nữa thầy. Ủa em bấm sao em chia sẻ màn hình cho thầy coi được không? Ông bấm sai rồi. Thì em bấm cái hệ số đó là 1 1 thôi nè, 1 nè, 1 nè, 1 x, 1 x, 1 x bình cộng 1 x trừ 1. À dạ thầy ơi, em sai, em sai. Cái câu cuối là trừ 1 rồi sao? Ủa? À, cái cuối là trừ 1 này không? À, em bấm 1, bấm 1. Tại mình chuyển giấy qua thấy không? Vậy thì ở đây mình sẽ được 2 phần 3 mũ T nó sẽ bằng là trừ gì? 2 phần 3 mũ T nó sẽ bằng trừ 1 cộng căn 5 chia 2 phải không? Vậy thì ở đây mình sẽ suy ra được luôn, mình suy ra được A chia B luôn. A chia B luôn. Thì bài nó yêu cầu là tính A chia B phải không? Mà A chia B của mình nó chính là 4 phần 6 tất cả mũ T chứ. A chia B tức là 4 mũ T chia 6 mũ T đúng không? À, nên là bằng 4 phần 6 tất cả mũ T, 4 phần 6 tức là 2 phần 3 luôn. 2 phần 3 mũ T. Mà 2 phần 3 mũ T thì nó bằng trừ 1 cộng căn 5 chia 2 đúng không? 1 cộng 5 chia 2. Trừ 1 cộng căn 5 chia 2 hay là trừ căn 5 trừ 1 chia 2 cũng như không à, thì chỗ này đáp án A nè. Thì câu 48 là mình chọn A không à. Thì cái này là cái phương trình mũ điển hình đó em, phương trình mũ điển hình là mình hay học ở chương trình phổ thông đó, là ở đây nếu mà mình không thích làm như thế này thì mình sẽ đặt đổi biến mới đó là đặt x bằng 2 phần 3 mũ t ha, là x lớn hơn 0 thì phương trình nó trở thành gì, là x bình phương cộng x trừ 1 bằng 0. Mình bấm máy nha, bấm máy là có x, là có x nào dương đó, thì mình thay trở ngược lại. Đáng lẽ là ở đây mình sẽ tìm t ra nữa không, nhưng mà ở đây nó không yêu cầu tìm t, nó chỉ yêu cầu tìm a phần b. Thì câu 48 này thế. Còn 49 đó là anh ta là một câu hỏi thường thức thôi, kiểu phổ thông của phổ thông này. Thì bây giờ mình giải thích như thế này không à, câu 49 đó là em gọi à, ở đây nó nói là 4 học sinh góp tổng cộng là 60 quyển tập để tặng các bạn học sinh trong một lớp học tình thương. Học sinh thứ 2, 3, 4 góp lần lượt là 1 phần 2, 1 phần 3, 1 phần 4 tổng số tập của 3 học sinh còn lại. Thấy không? Khi đó là số tập mà học sinh thứ nhất góp là bao nhiêu? Thế thì mình gọi x, y, z. ZT, 4 học sinh à, lần lượt là à, số tập của 4 học sinh. Thì theo đề bài đó là chúng ta sẽ có là x cộng y, ta có x cộng y cộng z cộng t bằng 60 đúng không? Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là học sinh thứ thứ hai, số tập của học sinh thứ hai nè là y đúng không? Y thì nó sẽ bằng 1 phần 2 tổng số tập của ba học sinh còn lại. Tổng số tập của ba học sinh còn lại là x cộng z cộng t đúng không? Và số tập của học sinh thứ ba nó bằng 1 phần 3 tổng số tập của ba học sinh còn lại. Số học sinh của học sinh thứ ba, số tập của học sinh thứ ba là z đúng không? Thì z nó bằng 1 phần 3 x
cộng y cộng t. Và tương tự như vậy thì số học sinh, số tập của học sinh thứ tư tức là t nó sẽ bằng 1/4 x cộng y cộng z. Đấy. Vậy thì rõ ràng mình được bốn phương trình, hệ bốn phương trình bốn ẵng x y z t. Cái này mình bấm máy không? Thì em muốn bấm máy thì chỗ này em chuyển vế qua. Em nhân 1/2 vô, em chuyển vế qua đúng không? Thì bấm máy. Cái này thì chuyển vế qua thì bấm luôn nè. Em bấm máy 580 á. Mod 9. 1 4 hệ bốn phương trình bốn ẵng luôn ha. Thì cái phương trình thứ nhất là 1x nè cộng 1y cộng 1z cộng 1t bằng 60. Còn cái phương trình thứ hai nếu mà mình chuyển cái y qua bên đây á, thì mình sẽ có là 1/2 1/2x trừ cho y đúng không? Trừ y tức là trừ 1y rồi cộng cho 1/2z 1/2z rồi 1/2t bằng 0. Đấy là phương trình thứ hai, phương trình thứ hai này. Còn phương trình thứ ba khi mà mình chuyển z qua thì 1/3x cộng 1/3y trừ z đúng không? Rồi cộng 1/3t bằng 0. Đây là 1/3x nè. Rồi 1/3y rồi trừ trừ cho 1z rồi cộng cho 1/3t bằng 0. Còn cái phương trình thứ tư đó là 1/4 đúng không? 1/4x rồi 1/4y rồi cộng cho 1/4z và trừ cho 1t à, cũng bằng 0 luôn. Đấy, thì mình giải ra chỗ này là mình được x bằng 13 này. X bằng 13, y bằng 10, 20, z bằng 15 và t bằng 12. Thấy không? Thì giải cái hệ này ra, mình giải cái hệ này ra bằng cách bấm máy. Thì mình sẽ được x bằng 13, y bằng 20, z bằng 15 và t bằng 12 phải không? Để kiểm tra lại có phải không nha. T bằng 12 nè. Z bằng 15. Y bằng 20 và x bằng 13. Như vậy thì cái bạn thứ nhất á, học sinh thứ nhất là góp 13 quyển vở đúng không? 13 quyển vở thì đáp án của mình là câu C. Tiếp theo là câu 50. Câu 50. Câu 50 thì bạn An là mua hai quyển tập, ba bút chì, hai bút chì và ba hai bút bi và ba bút chì 68.000. Rồi bạn B thì mua ba quyển tập, hai bút bi rồi bốn bút chì cùng loại với giá 74.000. Còn bạn C thì mua 3 quyển tập, 4 bút bi và 5 bút chì cùng loại, thì số tiền của bạn C là phải trả là bao nhiêu? Thì ở đây là mình gọi gọi x y z là lần lượt là giá tiền. Một quyển tập, một bút bi và một bút chì. Không? Tức là x là giá tiền của quyển tập, y là giá tiền của bút bi và z là giá tiền của bút chì. Thì lúc này ta có điều gì? Thì bạn A là mua hai quyển tập đúng không? Thì ta có là 2A, 2X rồi cộng cho là 2, 2Y cộng cho 3Z là bằng 68. Mình lấy là mình đánh đánh dấu cái này là phương trình 1 đi. Mình lấy cái đơn vị là ngàn đồng phải không? Đơn vị là ngàn đồng. Cho nó gọn. Đấy. Rồi bạn B là mua 3 quyển tập tức là được 3x cộng cho 4 4 4 bút chì, bạn bạn B là mua 4 bút chì là 4y. Đâu? 2 bút bi 2y chứ, 2y. Và cộng cho 4 4z là bằng 74.
Thì cái phương trình này là phương trình 2 ha, phương trình 2. Đó. Còn bảng C, cái này là bảng A nè. Cái này là bảng A. Bảng A, cái này là bảng B. Rồi giờ bảng C. Bảng C. Bảng C thì bạn C mua 3 quyển tập. 3x ha. 3x cộng cho 4y rồi cộng cho gì? 5z bằng bao nhiêu? Đấy, này là chưa cho biết ha. Thì bây giờ mình có thể lập luận như thế này. Lập luận thế này. Ta có thể lập luận nếu mà em lấy cái phương trình thứ hai đó, lấy 2 trừ 1 đi. Em lấy 2 trừ 1. Trừ 1 theo từng vế thì chỗ này em sẽ còn được là gì? Là x đúng không? 3x trừ 2x rồi còn x. Còn 2y trừ 2y là mất rồi. Rồi 4z trừ 3z rồi còn z. X cộng z là bằng nhiêu? 16 không? 74 trừ 68 phải bằng 6 không? Đấy, nếu mà lấy 1 trừ 2 đúng không? 1 trừ 2 thì cái phương trình này mình đặt là phương trình số 3 này. Phương số 3. Bây giờ mình lại tiếp tục là lấy cái gì đây? Lấy 2 mình lấy em lấy 2 cộng 1 ha. Giờ mình lấy 2 cộng 1 ha. Lấy 2 cộng 1 thử coi. Lấy 2 cộng 1 thì ra gì? Là 5x phải không? 5x. À, 5x cộng cho 4y. 4y rồi cộng cho 7z. Nó bằng nhiêu em? À, 142 phải không? 142. Nhưng mà thằng C ở đây là bạn C ở đây là mua có 3x à. Thấy không? Vậy thì mình sẽ vậy thì mình sẽ suy ra được là gì? Là 5x này mình sẽ thách là 3x thôi cộng 4y cộng 5z thôi, 5z thôi. Vậy thì cộng thêm 2 lần cái này cộng thêm 2 lần của gì? 2 lần của x cộng 2 lần của z đúng không? Cộng 2 lần của z. Mà mình đặt 2 làm thử chung đi thì này bằng 142. Đấy. Thì em thấy cái này là số tiền của C nè, số này số tiền của C nè. Vậy thì để mình sẽ suy ra được nhiêu? À, số tiền của C tức là mình sẽ được 3x cộng 4y cộng 5z. Lúc này nó sẽ bằng nhiêu? 142 trừ cho 2 lần x cộng z đúng không? Mà x cộng z của mình trên đây bằng 6 đúng không em? 6 nhân 2 12, 142 à, trừ cho 2 nhân 6 trừ 12 đây bằng 130. Vậy thì số tiền của bạn C là 130 đúng không? 130 à, là vấn đề. Đấy, thì ở đây là câu 50 là mình cứ lập luận như thế thôi. Còn một cách khác nữa là các em có thể bấm máy. À, bấm máy nếu mà cái số nào nó hợp lý thì mình bấm máy nó sẽ ra nghiệm. À, ví dụ như ở đây là mình bấm hệ 3 phương trình 3 ẩn không? Mod 9. 3. Thì cái phương trình thứ nhất của mình đó là 2 nè. Rồi 2 nè. 3 nè. Rồi 68. Phương trình thứ hai là 3 nè. Rồi 2 nè. Rồi 4. 74. Phương trình thứ ba là 3. À, 2. Rồi 4.
đâu, ba ba bốn, chỗ này là bốn, chỗ này là bốn. Chương trình này rồi là cái này là năm. Và cái cuối cùng này thì mình sẽ thay cái đáp án trên đây. Ví dụ như mình chọn đáp án A đi thì nó sẽ là 118 đúng không? Nếu mình chọn đáp án A thì chỗ này 118. Rồi coi nó ra vậy không nha. Nó vô vậy. 118 là không được. Đấy không? Đấy, thì bây giờ mình sẽ sửa lại. Vậy thì đáp án A là loại không? Bây giờ mình sửa lại chỗ đáp án B là chỗ này mình sẽ thay bằng trăm. Thì mình lấy đơn vị là ngàn đồng đúng không? Nó cũng vô nghiệm. Đúng không? Vô nghiệm rồi đó. Đấy. Thì bây giờ tiếp tục mình sẽ thay chỗ đáp án chỗ câu C là 122. Vô nghiệm, nghiệm tốt. Vậy thì ba đáp án này thì đều vô nghiệm hết đúng không? Vậy thì mình chọn D thôi. Còn nếu như mà mình thay từ từ sau ra trước, mình thử từ cái đáp án D ra trước thì hiển nhiên là chỗ này em thay là 130 đúng thì nó ra vô số nghiệm. Đấy, tức là mình dẫn bấm không ra được x y z vô số nghiệm, tức là nó có nghiệm, nó có nghiệm thấy không, nó có nghiệm tức là nó có thể tính được cái số tiền của con C này à, tính được cái số tiền con C này. Tức là nó chỗ chỗ này là không thể nào tìm được x y z. Nếu mà bạn nào đi sai lầm mà cứ nhào vô đây là phải tìm được x y z thì mới tìm được số tiền của C thì nó sẽ gặp rắc rối chỗ đó. Tại vì đây mình bấm là nó vô số nghiệm này, vô số nghiệm này. Và nếu mà em bấm bằng máy tính 570 để về trước thì chỗ này nó báo lỗi, nó không có đáo là vô nghiệm gì cả. Thì 580 thì nó có chức năng đó, chứ 570 này kia là em bấm vô thì nó sẽ báo báo lỗi, không bấm được. Đấy thì tối nay thì dự dự tính giải hai đề, nhưng mà bây giờ nó mình giải một đề là cũng hết giờ thì thôi, còn cái đề còn lại thì chúng ta cứ cứ giải đi. Đề đề còn lại đề số 2, nếu mà có gặp rắc rối gì thì cứ trao đổi với thầy trên cái nhóm Facebook ha. Thì cái đề số 2 này đó thì nó có cái câu này em, câu này cái đáp án này em chỗ C này em sửa lại giùm thầy là như thế này ha. Em nhớ cái đáp án cũ là thế nào nhưng nó sai vậy. Em sửa là chỗ này, em chụp hình là chỗ này này à, thì chỗ câu 45 nè. Thì cái buổi học của mình về ôn toán trong kỳ thi đánh giá năng lực thì đến đây tạm dừng ha các em. Thì thầy hẹn các em lại bữa thứ thứ năm học cái phần logic, và tối thứ sáu rồi mình học thêm cái phần phân tích số liệu. Thầy sẽ gặp lại hai buổi đó ha. Để xem có bạn nào hỏi gì.